Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, các đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ, thăm tặng quà các gia đình chính sách trong và ngoài tỉnh. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 7, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, nơi an nghỉ của gần 1.900 liệt sĩ của 32 tỉnh thành phố trong cả nước, trong đó có 181 liệt sĩ quê Thanh Hóa. Trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày một giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm và đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã dâng hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 468 thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc từ năm 1979 đến năm 1989, mặt trận Vị Xuyên có những điểm cao như 1509, 772, 685, được ví như lò vôi thế kỷ vì tính chất khốc liệt. Hàng vạn người con đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc, trong đó có con em của tỉnh Thanh Hóa, đã hiến dâng tuổi thanh xuân, chiến đấu hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân. Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, dâng hương tại nhà thờ Bác Hồ và nhà bia ghi công các anh hùng liệt sĩ của huyện Đông Sơn, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Tuân là vợ liệt sĩ ở khu phố Toàn Tân, thị trấn Rừng Thông, thăm bệnh binh Doãn Viết Bình ở thôn Kim Sơn và thương binh Trần Văn Châu ở thôn Hiệp Khởi, xã Đồng Tiến. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp hy sinh của các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Mong gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của huyện Đông Sơn tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng, Nhà nước, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình người có công trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Công đoàn Công tác của tỉnh Thanh Hóa đã dâng hương tại khu tưởng niệm Bác Hồ, xã Yên Trường và nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Định, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, Công đoàn Công tác cũng đã đến thăm hỏi gia đình ông Trương Bá Đức, bệnh binh 2/3 ở khu phố 3, ông Trần Huy Ngoạn, thương binh 4/4 ở khu phố Thành Phú, thị trấn Quán Lào và bà Nguyễn Thị Nhung, vợ liệt sĩ ở thôn Phú Thọ, xã Đình Tăng, huyện Yên Định. Bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các thương bệnh binh, gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương đất nước. Đồng chí Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Định tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng.